nhá. Bát chanh nhưng mà cho xin thêm bát nước chấm cho nó ấy nhỉ, những người bát đi. Bánh thì cho đây là đĩa tổng hợp gồm hấp này, rồi này, gan này, nướng này. Nhìn ngon nướng. Cái mèo ấy đi, còn mèo quay, mèo bát chanh mà. Bát chanh vào đây. Rồi. Anh ơi cho em xin thêm bát một tô. Một tô. Vâng. Cho ớt, cho miếng riềng vào cho nó thơm. Đợi bát tôm rồi, cho một hai lát riềng vào. À bây giờ đánh sục sôi lên đã, không cho riềng xong được. Đánh cho nó sầu lên. Riềng cho nó thơm á? Cho nó thơm. Em xin. Bắt đầu trồng ít chanh. Rồi. Cho lát riềng và cho thơm, còn đâu là riềng để ăn sống. Rồi, sầu lên là đã được. Món tôm này ngon, công nhận nhà hàng nhà lựa chọn món tôm cũng chuẩn đấy. Đây này, xin mời anh em đây. Đây, chấm một miếng thả đi, thêm cay vào nhở, cho ăn cho nó đã. Riềng cũng thơm nhá, riềng này là riềng tươi Thái Lan gọi già đấy. Đó, người đã thơm rồi. Bỏ công đi chứ nha, một miếng nha. Rồi làm một miếng hấp nào. Ui ôi, chấm ngụt mất rồi. Phải nói nhá, một lần đi ăn ở Hà Nội cái quán ở phố Dương Quê ấy. Mang tiếng, nói thật, vào cái quán ở phố Dương Quê, phố gần đèo thương mại, ăn chán chết ra. Đây nó phải như này, người nói là chó đẳng cấp đấy. Đúng rồi, kia hơn thua. Ăn một miếng mà đã rồi, thử thêm một miếng ai nữa đi, thêm nướng đi, rồi nướng chấm một ít. Rồi rồi ạ, nướng với nét được. Cái nướng này là thơm của riềng, thơm ăn phê. À, bây giờ ăn về là mơ một miếng là mơ. Thịt chó này nó không bị khô nữa. Hấp
mà rất ngon. Có thêm một điểm củ xả này. Phê, nó là phê luôn. Rất là good. Ăn này là thưởng thức, chứ mà giống như quán ăn, ăn để cho no, ăn để sống luôn. Đã vãi. Một miếng rồi chó về lá mơ này. Đấy, các cụ nói cấm có sai. Sống trên đời không biết miếng rồi chó chết xuống không khổ biết có hay không. Miếng rồi chó mà không ăn thì nó là phí cả đời. Cấm một món tôm. Luôn. Cũng là rồi chó nhưng mà rồi chó này nó thơm ngon đấy. Đậm đà vị của đỗ. Tiếp theo một miếng gan. Gan ngon mà mềm thơm. Quảng cáo miễn phí cho quán này luôn tại vì nó ngon thật. À, mèo thử cái đùi đi. Đấy. Đấy, to tướng luôn. Nhưng phải nói là hấp vẫn là tuyệt vời đúng không? Hấp ngon nhất. Hấp ngon. Rất ngọt luôn. Ngon nhất. Ngọt. Cực ngọt. Mới có canh ra các bạn ạ. Wow. Chuối vẫn để bổ đôi, bổ tư nhỉ. Bổ tư quả ra cộng với cả xương hầm kỹ này. Đây là chuối này. Wow, trông ngon đấy. Nhưng mà mình muốn nói là như này. Các bạn ăn thịt chó ấy, đừng có để phí cái riềng này. Cái riềng này mới là cái tuyệt vời. Riềng già mà tươi. Đấy, chấm một món tôm cắn này. Ăn cùng với cả làm thịt chó. Nó cay nồng lên ấy. Mà thơm. Riềng cực thơm luôn. Cũng là riềng thôi, cũng là thịt chó thôi, nhưng mà người ta chọn được cái con chó ngon để biết cách làm thì cả riềng đấy đó, riềng xay. Ví dụ mua cái riềng xay ngoài chợ ăn không có cái vị gì mà riềng này cực kỳ cay luôn. Nó xả không thế, ăn thịt chó mà xả riềng chấm này ăn kèm thơm tuyệt vời. Bây giờ mình ngầm xin phép dùng tay luôn. Mắm tôm này là mỗi người một bát riêng nha. Nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Đây cái đùi là mình yêu cầu là trẻ đôi ra, có hai người.
ai mà ăn một mình để nguyên ngọc đã đời. Cái đùi này là 40 hay 50 nghìn đúng không? Hôm nay em xem bảng giá. Còn những cái đĩa tổng hợp các thứ này thì thường thường thịt chó Quang Hòa này thì như cái mình vừa up cái ảnh ấy, nó là tầm 130 một đĩa. Nên mình ăn luôn này nhá. Ngon quá, ngạc. Đã cực kỳ luôn. Đây các bạn xem rồi. Ui giời ơi. Bỏ công đi lắm. Bỏ công đi 6-70 cây lắm. Tuyệt vời. Các bạn có ở đây Việt Trì thì ra đây ăn, mà các bạn ở xa mà đi qua Việt Trì thì qua nhà hàng này nhá. Đấy, bây giờ tiếp tục chén. Bây giờ mình thử canh măng, canh chuối, canh xương, canh xương chuối. Đây là cái miếng chuối nó to như này. Đây mình vừa cắn rồi. Đấy, miếng chuối to. Một quả chuối chắc là bộ lần tư. Lột vỏ ngoài đi. Mình ăn nhá. Miếng chuối hầm rồi rất mềm. Ngon. Hầm xương đây. Ở trong canh thì chủ yếu là xương sườn. Xương sườn. Có một số đoạn thì có sụn này, cần ăn luôn được này. Một số đoạn cái xương nhỏ nhỏ thì mình tút đi. Cái đoạn dưới này sụn ăn được luôn. Ngon đấy. Ngon. Đấy. Canh nhưng mà chấm thêm một ít mắm tôm à. Không quên là cái sả này chấm hơi ăn kèm. Mọi người cảm giềng ăn kèm cho nó thơm. Hai người thì ăn như này là đưa khoảng 250, chưa đến nhờ 130, cả nước phải gần 300, nhưng mà chất lượng, số lượng không nhiều nhưng chất lượng tốt. Hôm nay vì đi hai người cho nên mà không thử được hết các món. Đây chỉ có canh xương này, gan nướng này, nướng này, lòng này, hấp này. Thịt chó thì có rượu mận ngon nữa. Rượu mận ngon nhưng mà hôm nay không thử được hết. Hai người ăn bao nhiêu nó đã quý lên rồi. À, một cái đùi hấp chia đôi nữa. Một cái đùi hấp chia đôi và ăn cũng nhiều. Đây này, vẫn còn đây luôn. Hẹn lần sau là sẽ em ăn dừa mận. Rất ngon. Hai người thì nếu mà các bạn đi hai người thì gọi một cái đùi, một đĩa tổng hợp và một bát canh là ăn no nê phê mê mệt rồi. Đã không cần gọi nhiều hơn. Nếu mà nhiều người hơn thì gọi nhiều hơn là hợp lý. Hai người mình nghĩ là như này điều, tại vì mình ăn thịt đã ăn no rồi cho nên là rượu bún vẫn còn nguyên kia, vẫn tiếp tục chiến đấu. Hai người như này là đủ, đã đời rồi, đủ để bỏ công đi rồi.